Chào mừng các bạn đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào! Mỗi khi bước vào chấm phạt đền, các cầu thủ có rất nhiều lựa chọn cho pha dứt điểm của mình. Những quả Panenka đẳng cấp hay những pha nhảy chân sáo đầy thú vị, nhưng vẫn còn có những pha nã đại bác khiến cho thủ thành đối phương phải khiếp sợ. Hôm nay, xin chào mừng các bạn đã đến với những pha đá phạt đền với lực sút mạnh nhất mọi thời đại. Đúng với cái tên của mình, mỗi lần bước lên chấm phạt đền, Hood lại khiến cho các thủ môn đối phương vô cùng e ngại. Không cần phải lấy quá nhiều đà, anh cũng có thể tung ra pha dứt điểm cháy lưới, khiến camera cũng phải rung chuyển theo khung thành. Với siêu sao Bồ Đào Nha, mỗi khi đứng trước quả phạt đền, chắc chắn đó sẽ là một pha dứt điểm không những hiểm hóc mà còn khiến cho trái bóng bay với tốc độ kinh khủng. Lấy đà từ rất xa trước khi tung ra pha dứt điểm tung nóc lưới, thủ thành Romero đã chứng minh đây là một cầu thủ có thừa sự tự tin và bản lĩnh trong loạt penalty căng não này. Chắc hẳn rất nhiều cầu thủ không dám thực hiện pha dứt điểm giống như Johat. Cho dù là một thủ môn nhưng mà anh đã cho thấy khả năng chơi chân của mình không thua kém bất cứ cầu thủ nào. Cú dứt điểm này có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mới có thể được thực hiện lại, khi mà trái bóng bay với vận tốc rất nhanh, găm thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn bất cứ cơ hội nào cản phá. Đây mới là pha dứt điểm mà không một thủ môn xuất sắc nào trên thế giới có thể cản phá, khi anh chàng này đã cực kỳ lạnh lùng tung ra pha dứt điểm khiến bóng bay đi như một trái tên lửa. Lại là Hood và không có gì khác biệt, đó lại là pha dứt điểm đầy uy lực không thể cản phá trên chấm phạt đền. Đứng trước quả phạt đền vô cùng quan trọng cho đội tuyển Anh, tiền đạo đội trưởng Harry Kane chịu rất nhiều sức ép từ các cầu thủ đối phương, nhưng anh cũng rất bình tĩnh căn chỉnh quả bóng trước khi lấy đà tung ra cú sút không thể cản phá, đem về bàn thắng quan trọng cho tuyển Anh. Bản lĩnh và quyết đoán là những gì mà mọi cầu thủ cần phải có, và Ronaldo, cầu thủ mang trong mình những phẩm chất của một siêu sao, lại một lần nữa chứng minh cho cả thế giới thấy bản lĩnh của một trong những cầu thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử là thế nào. Để chọn ra một cái tên khi sút quả penalty quyết định thì chắc hẳn sẽ rất nhiều người nghĩ ngay đến Frank Lampard, một tiền vệ hào hoa và là một cầu thủ đầy bản lĩnh khi luôn là người đầu tiên thực hiện các pha đá phạt ở đội tuyển và câu lạc bộ. Những pha dứt điểm 11m của cựu đội trưởng Chelsea Frank Lampard thường không hiểm hóc, nhưng mà trái bóng đi chìm và với lực rất mạnh khiến các thủ môn xuất sắc trên thế giới đều từng một lần trở thành bại tướng trước anh. Có lẽ Roberto Carlos là cầu thủ đầu tiên quyết định từ bỏ những pha đá phạt đền của mình vì anh lo sợ các thủ môn sẽ gặp phải những chấn thương từ cú dứt điểm của mình. Tình huống này là ví dụ điển hình cho lực sút không khác gì một quả rocket găm thẳng vào khung thành đối phương. Không biết các thủ môn nghĩ gì khi đối đầu với Roberto Carlos trên chấm penalty, nhưng mà chắc hẳn hầu hết sẽ chỉ mong là trái bóng không bay vào người, vì chàng cựu hậu vệ Brazil mỗi khi vung chân đều rất mạnh,
khiến quỹ đạo trái bóng rất khó đoán. Không cần điệu đà, chỉ là một pha lấy đà và dứt điểm vô cùng quyết đoán cũng đủ khiến cho thủ thành đối phương phải đứng im chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Zlatan Ibrahimovic cũng là một trong những cái tên vô cùng uy tín trên chấm phạt đền. Mỗi khi có cơ hội, anh luôn tỏ ra vô cùng tập trung và lạnh lùng tung ra những cú vung chân trái phá, nhưng cũng rất chuẩn xác, không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội nào cản phá. Cái tên có vẻ xa lạ, Osvaldo Martinez lại chính là cầu thủ sở hữu cho mình khả năng xuất phạt 11m cực kỳ đáng nể, khi mỗi pha dứt điểm của anh đều khiến trái bóng bay rất nhanh và hầu hết sẽ găm thẳng vào góc cao khung thành đối phương. Nếu không có những góc quay chính diện và làm chậm lại, chắc rằng sẽ không thể nào theo kịp được tốc độ trái bóng trong cú sút này. Một pha dứt điểm xứng đáng điểm 10 cho sự bản lĩnh của chàng cầu thủ. Không phải là đặt lòng hiểm hóc mà là pha nã đại bác vào chính giữa khung thành đối phương cũng đủ để khiến cho thủ môn phải bó tay vào lưới nhặt bóng. Chắc hẳn những cổ động viên Liverpool và đội tuyển Tây Ban Nha không còn quá xa lạ với cái tên Xabi Alonso với những bàn thắng từ rất xa của mình. Hơn thế nữa, Alonso còn luôn chứng minh mình là cầu thủ bản lĩnh, nên mỗi khi được thực hiện pha phạt đền lại là một lần thủ môn đối phương phải vào lưới nhặt bóng. Vừa rồi là tổng hợp những tình huống sút phạt đền đẹp mắt và không kém phần bản lĩnh của các ngôi sao trên toàn thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của chúng mình nhé. Xin chào!